hết. Không có. Không có nhà dưới á, nhìn đâu dám vui đâu. Bây giờ các bạn nó chặt thiết cho vui thôi chứ. Để sao nể vui là tao. Để sao nể vui là tao. Mày chơi. Vô tao rồi tao mẹ đi. Tao biết đâu. Dạ ơi, cần thiết chứ cần. Đồ mày vô rồi tao giá chịu nấu. Biết cả rồi mà nó hư mẹ đâu. Rồi nãy mày chó rồi chiếc bình luôn á. Đồ mày nhưng mà biết cả sao hôm nay mày tao vô á là tao thấy biết ghê nhà nó. Tao biết gà thôi. Cái đồ mẹ thiết. Đường ống nó cũ quá tao sợ hết. Khỏi đời mẹ mà vô giờ mà vô tao mày đu thiết vô tao coi biết gà tao mẹ. Đưa đây tao mẹ đi. Cái điên sao nãy anh em mình vô lửa đâu. Đúng đi. Tao giờ vô thôi. Này mày vô trước mày chứ. Mày vô trước kìm đường tìm đường chết rồi. Ai vô trước. Nó hút lên mặt luôn á. Đồ nó đang đi đường đâu á. Hồi nãy tao chơi đi. Quên được rồi. Vừa ông với em chịu. Mày phim bất cứ luôn với mày chờ. À quên phim bất cứ mày sao em có. Tao đi. Tao đúng tao nha. Tao còn vợ con nữa đúng mày. Mày sao? Mày có ai phải lo hết mày đi. Bộ lấy tiền bộ nó ai giật mày. Bộ nó đó mày. Mày thằng. Hút vô thì hút tôi. Mày vô rồi ba thì vô luôn mẹ đi. Lên vô luôn. Mày cái gì ra cho chú đường chạy đi. Không có đường chạy luôn. Mấy cái máu sợ vậy. Vô trước đi. Người phúc người vô phúc. Cái gì cũng tao chứ bi. Ông nhà dưới mày chiến tranh rồi sao nó còn tao ra quân không vậy? Đúng rồi. Ra quân. Có nghĩa trang lịch sử đồ vi tên chứ. Đúng không? Nhìn mẹ, mẹ gì rồi? Ai ố thì mà. Mày giờ tao bay tính sao? Mập quá hư rồi mà sao mày bực dùng rồi hả? Bây giờ đi mua cho. Ừ. Ý là lên nó chào với tao, chào đâu mà tao mua. Bây giờ tao quay lại, anh em tao quay lại xin lỗi. Xin lỗi em. Còn xin lỗi con mẹ mày. Ở đây, khỏi đi luôn đi chứ xin lỗi. Xin lỗi mà. Hãy chơi vậy. Cái chai cũng đeo mà liền. Không đi, tao đã quay, tao đã quay đi. Tao biết tao hối lỗi rồi, tao quay lại chứ. Tụi mày mua lại đúng không? Không có lên nhiều. Lên cái gì rồi? Bỏ chạy không? Đừng với tao. Đó. Giờ này mày sao? Mày đánh sao? Tao anh em tao quay lại đây tao xin lỗi mày. Mày xin lỗi là sao được mà xin lỗi? Nhưng mà tao đâu có nói đâu. Chạy bây giờ đâu có bắt không được con mẹ nữa đâu. Tao lớp mẹ mày chạy mà xin lỗi rồi nữa. Lên đi mày tao cho vậy tao xin lỗi được không? Đèo. Nói giỡn. Lên rút lên. Ngày hôm nay ta cùng họp hắn nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Lần này mày, đây đúng rồi. Ủa đi chứ, như mày. Mày quay lại tao biết mà đòi rồi. Nhưng mày đổ cái mẹt mày lao mày. Nhăn đi. Ủa mày còn muốn nước hả? Nhăn đi, nhăn đi. Nhăn đi giờ này. Chứ sao? Tao làm được. Tao biết rồi, tao quay đi là tao biết tụi em mua rồi. Quay lại là biết tụi em. Tao nói với mày rồi. Riêng bà mày là tao làm, tao phải đền cho mày. Tao vô không mày đây không? Cái thằng chó này. Mày biết ngay nè. Mẹ nó cũng nói, mẹ nó cũng nói tao sao sao nổ đó. Tao nói tao cũng đền mày tặng đây cho nó thì mới đi. Mày thấy mày đọc cái từ mày đọc dùng tử mày biết đồ chất lượng này. Bóp mặt kính cao cấp. Thấy chưa? Tính chưa? 80 ngàn mua là mua vải xịn. Nhưng mà thí dụ hai vợ chồng bạn, vợ bạn nó có nấu bếp á, bạn đừng có hứng mà bỏ bạn vợ bạn lên bàn nha. Là mày cũng coi cái tao mày hơn. Còn quá cái nhiêu phút nhiêu nói thiệt nhiêu cái này chữ táo bơ cái cổ chú mày quen thì mày bừng biết anh em à, có làm luôn tao làm chơi đấy này ai chạy nó mấy cái loại này đó tính là mấy cái càng cao cấp thì nó càng nhẹ phải không mày? Đúng không, nó càng cao cấp nó nhẹ. Khui đưa bảo đây luôn. Bảo khui vậy hồi nãy nói nó đồ mệt đồ máu mình đi quay luôn mày nó tình cảm ý nghĩa hơn nè mày. Cho mày kéo rồi. Bây giờ thiết nó bóc dạ. Nó bóc cái áo tao bóc cái mấy giày ở. Bóc mấy giày ở. Ôi. Bây giờ đơn đỡ quay review này. Ở trên xem mình quay review. Sao vậy? Tao quên dán lại cho. Rồi bé mày cắt đập cái đó tao máu mua hả? Tao dán lại lên rồi, tao dán lại. Em cứ hớ đi rồi, lên nó có tiền như mày, có ngàn bạc nặng đó. Đâu chứ. Mày biết nó không có tiền mà cứ vợ đi mà nuôi. Bé kìa mày đẻ nó không? Đây anh em bây giờ cua nè. Mình sẽ review cái bếp. Mày đi làm sao mày cua cái dao, mày cua dao cho hư cái bàn ấy. Mày làm cái đường chỉ kêu chứ mày đi làm sao vậy? Mày lột mày cái tay kìa thằng khùng quá. Cất mày cái độ dao đi. Đục đi tại đút cái dao vô đây mày đẹp đúng không? Là nó sẽ bị trúng cái máy rồi nó trước đậu chừng đó rồi. Mày đi làm sao vậy? Biết kẹt cái máy. Chứ mày có cái lúc kêu này mày bậy lên đài đậu tiền đồng chó đây. Được tiếp rồi. Khùng khùng. Mày cất cái tay lấy thì nó hư. Mày đụng vô cái tem đó đâu? Đây nè, chỉ theo đường này nè. À. Nha.
từ bất ngờ này bất ngờ về cái gia đình của em. Chúc bạn thôi mình chúc bạn một sinh nhật vui vẻ. Chúc vui. Sinh nhật tao đâu, sinh nhật mai mày. Thì tặng quà nè. Sinh nhật đồ vậy ngày sinh nhật mà tặng tao có nói đâu. Chung là tình cáo nên là cho hết nha các bạn. Cho là đền chút trà sao mà đen như cái con chí vậy. Cái đồ gì vậy? No. Cái gì vậy? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì anh. Đem nhà mà xuống đẻ. Quả mày điên sao? Cái này được hả? Cái này mày nói yên lỗng, mày đưa tao nấu gì bếp ghe đây mày. Quả bếp ghe đây cũng đẹp mà sao bạn chờ? Tao mua bếp ghe thì đẹp. Phan Phúc. Phúc nào? Phúc không? Ủa mày cái thằng mập kia đâu? Tụi mày chờ tao đúng không? Chúng mình bỏ con chứ đỡ. Ủa bây giờ mày chờ tao đúng không? Phúc. Phúc bây giờ bắt đầu. Bây giờ mày chờ tao đúng không? Phúc đâu? Còn cái thằng mập kia đâu mày làm gì đó? Làm gì vậy? Con có đi đây. Chồng đúng không? Không có nha. Tao đang nói chuyện gì vậy? Lên đó. Lên đó. Tao biết chồng mày. Buồn kia sao mày ngu với mày? Cái bình ga đi sao xài được cái bếp ga đi? Biết cái chân ngủ. Cái chân hả? Cái là tao mà cái bình ga đi sao xài được bếp ga đi? Cái bình ga đi. Mày ngu với mày. Cái đồ mày chọn nha. Tao chọn mày. Cái bình cũ. Tao nói thẳng nó cầm nhà ở lần á. Từ từ đừng quýnh rồi. Quýnh cái gì chứ đâu lên. Bình cũ biết đó mà mày kêu mày. Tao nói chọn là sao mày? Mày nhìn tao. Mấy đứa cũng nhích lên bè sao vậy? Đây mày kiến vô đây là đâu? Kiến dây vô. Sợi dây này. Sợi dây mày kiến vô chỗ đây chắc chắn chút dây dây kiến ra vậy. Lỡ nha. Nó đang còn cá rồi. Đừng quýt. Đừng quýt. Đừng quýt. Giỡn mày. Giỡn đúng không? Không có giỡn tao chặt mày với giỡn mày khùng nhau vậy. Thôi cơ phút rồi. Em cái bếp ghe thật bự đó đi. Cái bếp ghe vô đây. Tao dừa nước nha. Tao dừa nước nha. Không phải đụng đi đâu đâu. Không bạn, ta đòi mày cái bếp ghe đó coi như là... Ủa mày đập cái đầu mày chứ là cái này. Mày đem nhà mày nấu lẩu mày nghi. Mày đem bếp ghe nhà mày xuống đây. Không, cái bếp điện nhà mày xuống đàn tao cũng được. Đi, đi lên nhà mày, tao cậy lại đây. Hút lụt cái gì nhà mày kìa. Bước qua mọi đầu bồi đắng cay. Gan khó mặc kệ thôi. Lúc vui buồn anh em có nhau cùng cố gắng hiệp nhau. Ấy là mua cái dao hấp thì nó mua có một cái dao này. Nghe tôi nghe rất kìa. Chẳng phải là mày mà rất cái chạy. Từng miêu hoa đâu không? Bạn ghê gì đi. Bảo thằng đúng quá. Thằng đẹp cũng chẳng trước đi. Bưng cái bên dao xuống mà cười người ta cười. Đấy, đấy, đấy. Từ đây là sao tại cầm bưng em bỏ giống này đó đây cỏ trà nó đi đó nè ra chưa trà đồ nó đẹp như mơ cái tủ lắc là thằng máy nó đàng hoàng nó mua cho thằng thiết cái lọ 5 triệu luôn thiệt luôn á nhiêu tiền hả nhiêu bấy sậy đồ máy mua lỗi nó 100 ngàn thì xài tớ qua ngày cho ngày bắt đầu thôi đủ đi chạy nhiêu bấy sậy luôn máy biết gà là cùng bấy sậy là mua 3 biết gà là tao á. Anh biết ăn cũng nhiều. Biết bà tao 2 triệu bạc à? Ông này không biết ông đi giảm giá chứ không? Đợt tao mua 80 cái tay làm YouTube lậu đúng đó không? 80 biết ông giảm giá luôn của em. Giảm giá hay được tên tô nhỉ hậu được tên gì ta tô búng búng gì? Không phải cái gì ta? Búng heo. Cháo. Làm đúng rồi, cháo làm bánh thôi. Đồ mà ăn cái tô ông ăn tính tiền 15 ngàn. Tao tính 45 ngàn. Đồ má nó hỏi là mập mà ăn không phải tóc mỡ nữa. Còn nó nói còn cô mua không biết à? Ở đây đi đi cô. Đều lên của em. Đi chạy qua nhà không em. Đều lên đi. Đây đây. Let's go. Ba anh hai em á. Đây các bạn, thực ra thì không có. Lúc sớm thì mình với Phúc đã có ý định đó rồi các bạn, tại vì nãy Phúc có xuống nói với gà nhà bên nhà của ông Phúc á, coi là nhà Thiết á nó bị mục gì á. Hôm bữa cái Thiết có nói nè, Phúc nói sao cái xài bình thường mà mình nhiệt không? Ai nói? Hey. Mày nói một chai một mày lẽ một cái đứa rồi tao phá cái nhà tao mày đi. Đồng ý bị tao đè đùa nhưng mà nó không cái tiền cái nhà tao còn xài được mày hiểu không? Tao bị mục rồi các bạn, nên là mình tránh đây mình tránh to mình thiếu cái đầu cháu mày chứ mục tập rồi tập nóng cửa rồi chứ mục biết to cái cà máu rồi nhưng là đi cái đấy cho mình đỡ mình đi tặng những người nghèo vậy. Tình đang tàn không phá hư rồi tặng người nghèo thì tụi mày bé là cho nó đang xài bình thường mà tụi mày thì mày tới mày tặng tao đây đi mày đây đi coi đâu anh thử gì thử nó cháy không vậy. Ừ, nó cháy không vậy? Mày này giờ cái dây mày cắt bắt mẹ rồi sao đây? Cái đây chút rồi. Ừ. Mày cắt mẹ cái dây mẹ rồi. Ủa dây đó mày? Kiểu là lụm quên lại đi lụm dây đi. Dây đây. Mua mà.
Đây đưa chút rồi ra chỗ ông đó tre lại ông. Thôi tới đây, thôi nói chung là thật ra thì tao thấy cái bàn nhà mày nó cũ quá. Nên anh em tao tạo ra một clip chuối là chặt mày trước thôi. Sau đó là lại ăn đi con đòi. Đây nhựa, tao mua vài món hết á. Đây, dây nhựa rồi cùng mở có đi. Ừ, đấy được không? Nói chung là thấy cũng được. Quả nó không phải tiền, hiểu không? Mày cũng biết cảm ơn nữa mày, cũng sao im ru vậy em? Mày chào mày phía đền cho cảm ơn gì mày? Nãy giờ chưa thấy được lời cảm ơn luôn á. Cho cảm ơn gì? Nè, tao không có bị tiện, tao mới cảm ơn chứ. Cái này mày phía mày đền mà kêu cảm ơn. Trong khi đó cái biết cái mày nó một hết rồi. Nãy giờ tao kêu tao kêu chữ khang của thằng này mà cảm ơn nữa. Còn tiếp thôi đi. Tiếp thôi có cháy không? Cái đồ máu rồi sao? Lấy tụi biết đi. Lấy tụi biết gán được mà. Mày cầm lấy tụi nó tặng cái gán rồi. Lấy tụi biết đi. Mèo nó cũng vui huống chi thiếp. Vui mà tao biết máu bọn mèo nó vui rồi huống chi tụi nó vui. Phải không thiếp Phúc? Phúc cái đem hiểu không? Cái mèo mà nó không biết vui nó giỡn chứ có bì kìa. Huống chi không mèo. Cái chiếc này đúng không? Ờ cái này đây á. Má giờ vợ xong rồi phải ráp ra nó nữa. Thấy khổ không? Chế độ người ta sao? Sao? Rồi sao coi? Tao được ráp được cho nó chứ. Còn dây mới gì vậy? Nói chung là video chỉ dành cho những người chuyên nghiệp mà làm được thôi nha các bạn. Anh em mà đừng bao giờ bắt chước những cái video này để ba mẹ sẽ chửi đó. Nên mình nói thật sự luôn, một là ba mẹ, hai là anh em có tiền mới dám chơi nha. Ủa chơi không có tiền đền là tao chố đèo à. Vậy điều chờ lại. Mình nói gì khán giả tao vậy mày? À ủa chứ tự nhiên tao làm tao nói gì đâu. Nói chung ở đây là nói chung mình thì mình làm mình có ý định hết các bạn, chứ không phải là kiểu là làm phé đâu. Làm đây là tạo niềm vui cho thiếp. Chứ anh em xem hết cái clip nãy giờ anh em thấy cái đoạn nào buồn đâu, toàn là chỉ vui thôi. Tất cả từ đầu tới cuối tập 1 tập 2 thì vui hết, không có đoạn nào buồn luôn, đúng không chứ? Đúng rồi, vui là tao vui thấy là mình kiểu nó rồi. Bữa nào xem cái đèn sáng sáng các bạn, có gì mình vô mình trôi bạn đồ. Trời nó sáng đẹp. Mà mua tao cái đèn chùm mày làm. Nè mình mua cái đèn đó, mua cái đèn chùm. Đèn chùm. À cái đèn hồi chùm giống như gì xúc mày nói gì Phúc? Nhà là muốn chùm mà nó chạy đèn chùm. Rồi mày khinh mày. Coi nhà mày chặt chưa? Ẩu rồi, ẩu rồi cái cửa nó muốn rụng mà sao phải lạnh rồi giờ còn chặt. À nhà mày mắc cái máy lạnh. Thì tao không nhiều rồi, tao hai máy lạnh này mày mắc cái. Cái gì tao nhiều rồi, tao cứ tao giờ không nhiều mày đâu. Không có so sánh được hiểu không? À, giờ điên. Hết được cái phòng nó đầu á. Ừ. Cái đầu nó la cho phòng ba mẹ nó đầu. Ủa, tao một cái lạnh máu bằng 20 lạnh cũ rồi nó. Mày thấy vậy không? Cùng cha mẹ, mình phải nghĩ đồ mẹ. Ví dụ cái số tiền đó thì mình chia ra hai cái máy lạnh cũ. Phải lấy được hai phải không? La cho cha mẹ, đúng nó rồi. La cho vợ nó không vậy. Đúng rồi. Còn đồ nó không mơ rồi. Ui mẹ anh nó lớn rồi mà cứ vợ chịu không nghĩ gì hả? Mày nó tao hiếu vợ. Mấy cái mày nói cười hả? Mày nói cười hả? Mày nói cười hả? Mày nói cười hả? Mày đang buồn đời là cỡ coi Phúc mỗi lần đụng mấy dây chuyền nó nhảy cao lắm các bạn. Đỡ mình quay cái đoạn cháy lửa này các bạn. Mày đi lấy bấm mày rồi mày ốm. Thằng kiếm mẹ mày biết thấy chưa? Mày xử lý được không? Mày bấm mấy nút dưới này hả chứ? Đấy đụng mấy con của em. Mày không biết mày biết được nữa, em nó làm mẹ đây. Mày bấm nãy giờ nó không. Chụp rồi. Mày lấy cho đụng điên trời. Mày lái cái cũ này trước mày trời đi. Ráp nó đã rồi các bạn, nó nhủ như con luôn vậy biết ngày tao đeo ráp luôn trời nó làm gì. Đúng rồi, máy nó cũng còn cho mình. Mày nó cái dữ vậy. Giờ muốn vợ nó tức là điên sao vậy. Vô rồi, vô phòng máy lạnh này mày cho má đi. Trả công giờ uống ăn nửa bùi á đây. Thôi đi, đi. Ủa nó còn uống đồ uống nửa bùi rồi. Tao ráp biết ra cho mày, mày cho tao một sướng được vậy. Cái đây cũng chấu mà mày cũng lụm được mày. Để mà đeo cái gì được. Cho mày ăn cái bát tít này, he. Bát tít tao dù cũng tắm này rồi. Đưa ra mày, tao mẹ ngồi. Mệt quá. Thôi đưa cái miếng kia lại đưa tao luôn anh. Gì? Tao. Mày đem chi làm gì nữa? À quên, đưa trả lại ông kia mày. Mày tao nấu lẩu luôn đi. Để tao trả cái trả lại ông kia. Ủa chứ mày. Mày cũng khùng cha tao mượn ông mua cái bếp này. Thì mày lần này đưa ông mấy cũng khùng khùng quá mày ơi, thiệt rồi. Mắt mắt quá. Sao chứ lén chứ vậy? Hình quê lắm nhất quên đấy, đụng mất cái luôn cái tiền lắm trai rồi. Giờ lắm. Hử? Hả? Đấy, ông. Làm ơn mấy con, nó quấn con. Ở đây giờ luôn. Để không nghĩ ai quấn mày. Má mày mong quấn tao tới tiền rồi. Sống giờ chưa quấn anh em lần nào luôn á. Tụi ra đây sáng liền nãy sao tốt dữ thế. Ở trong nhà mà mày hỏi heo á. Ừ. Thế các bạn mình dừng clip ở đây nè. Anh em đi về. Thôi mình dừng clip ở đây nha các bạn. Nếu anh em thấy video này ý nghĩa và tình cảm, anh em bài hát mới ra mong chiếc xe vẫn là anh em các bạn. Chiếc xe tôi là người ta. Để em trước. Bạn hát tặng anh em bài trước.
tình anh em dân khơi lâu cũng luôn sẵn sàng kề vai con. Thưa chị, giới thiệu về hai dòng sản phẩm mà vợ chồng mình sử dụng trong thời gian qua. Đây là Choco Himoko ngũ cốc tăng cân. Còn đây là Himiko Slim nha mọi người, ngũ cốc giảm cân. Thì trong thời gian vừa qua thì chồng mình sử dụng cái ngũ cốc tăng cân này và Nhật thấy tăng cân rất là an toàn và hiệu quả luôn. Còn Nhật sử dụng cái sản phẩm giảm cân này thì Nhật từ 60kg, hiện tại cân nặng của Nhật là còn 48kg nha cả nhà đấy. Nếu như mà ai có theo dõi nha thì hai cái sản phẩm bên nhà em Nhật đều là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ được Bộ Y tế cấp phép dùng. Nên là chị em nào đang có nhu cầu tăng cân hoặc là có nhu cầu giảm cân thì mọi người có thể qua Facebook của Nhật là Nguyễn Thị Minh Nhật, anh lên sẽ ghim cái link, hoặc là qua Zalo nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ thì bọn em sẽ đi pha để mà sử dụng nha. Cách sử dụng của nó rất là đơn giản luôn. Rất là thơm ngon và dễ uống nha. Bạn nào mà sợ khó uống thì cứ yên tâm sử dụng. Em cam cấp với mọi người rất là dễ uống luôn nha. Sản phẩm mình thấy rất là hiệu quả nên là mình giới thiệu cho các anh em cùng sử dụng với mình. Đấy. Đấy, cái gì mình sẽ đổi Zalo và Facebook của vợ mình, anh em nhắn tin trực tiếp để vợ mình tư vấn nha các bạn.